Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy tám giải thoát, chẳng thấy tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy pháp môn giải thoát không, chẳng thấy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ tát nào khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng thấy năm loại mắt, chẳng thấy sáu phép thần thông thì đại bồ tát ấy tu hành Bát nhã Ba la mật đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu đại bồ tát nào khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng thấy tất cả pháp môn Đà la ni, chẳng thấy tất cả pháp môn Tam ma địa thì đại bồ tát ấy tu hành Bát nhã Ba la mật đa mau được viên mãn này thiện hiện nếu đại bồ tát nào khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy pháp không quên mất chẳng thấy tánh luôn luôn xả thì đại bồ tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn này thiện hiện nếu đại bồ tát nào khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy mười đức phật chẳng thấy bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng thì đại bồ tát ấy tu hành bát bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn này thiện hiện nếu đại bồ tát nào khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy trí nhất thiết chẳng thấy trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thì đại bồ tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn vì sao này thiện hiện vì tất cả pháp không có tánh tướng không có tác dụng chẳng thể chuyển động hư vọng giả dối tánh chẳng chắc chắn chẳng tự tại không tri giác không cảm thọ xa lìa ngã hữu tình dòng sinh mạng sự sanh cho đến cái biết cái thấy